thứ hai là gì ạ? 130 pixel, cột thứ ba là 250 90. Đấy thì chúng ta sẽ tham chiếu đến cái gì ạ? Column model để chúng ta sử dụng cái phương thức set prefer width để điều chỉnh gì ạ? Độ rộng. Được chưa? Một cái ví dụ đây thầy sẽ tìm lại cái ví dụ thầy viết ở chỗ cái gói khác nó sẽ chi tiết hơn. Nó có khá nhiều các cái ví dụ khác nhau. Thôi để giới thiệu cái ví dụ này cũng được. Chúng ta nhìn thấy màn hình net bin của thầy không ạ? Có thể. Ở đây giả sử như là thầy sẽ xây dựng một cái gì ạ? Một cái model. Thầy đặt tên nó là My Table Model. Extend từ Attract Table gì ạ? Model. Và khi thầy extend từ Attract Table Model thì thầy phải, mục đích là thầy phải override lại các cái phương thức như thầy vừa mới nói, là gồm get column count là trả về số gì ạ? Số cột. Get row count là trả về số dòng. Get column name là trả về tên cột. Và tham số truyền vào là cột thứ mấy thì nó sẽ phải điền thông tin là cột thứ mấy thì điền cái gì, đúng không? Get value là gì ạ? Tương ứng với ô ở dòng mấy cột mấy thì sẽ trả về dữ liệu nó là cái gì? Thì chúng ta tưởng tượng là mai sau khi mà thằng gtable ấy, nó sử dụng cái model này thì nó sẽ gọi các cái phương thức này để nó điền dữ liệu lên gì ạ? Gtable. Thế thì chúng ta sẽ return về cái gì thì nó sẽ điền lên cái đó, được chưa? Trong trường hợp này thì giả sử như để đơn giản, dữ liệu đương nhiên là mai sau chúng ta sẽ lấy về từ cơ sở dữ liệu, từ cơ sở dữ liệu chứ không phải là lấy ở hai cái mảng này. Nhưng trong trường hợp này là thầy chưa đề cập đến cái việc kết nối cơ sở dữ liệu, nên tạm thời thầy cũng vẫn giống như cái ví dụ trước là thầy khai báo và gán giá trị hai cái mảng, đúng không? Và ở phần này thì chúng ta cũng có gặp lại cái chuyện là cái dòng thứ nhất của nó, cái phần dữ liệu ở phía dưới ấy, thì chúng ta thấy rằng là do cái kiểu dữ liệu ở đây là object nên là cái phần tử thì có nghĩa là tương ứng với cái dòng thứ nhất ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái kiểu dữ liệu trên mỗi gì ạ, phần tử là khác nhau. Ở đây ví dụ như là phần tử thứ nhất của cái dòng thứ nhất là kiểu sâu, phần tử thứ hai là kiểu sâu, phần tử thứ ba là kiểu sâu, phần tử thứ tư lại là kiểu in, phần tử thứ năm lại là kiểu gì ạ, boolean. Chúng ta hiểu không ạ? Nó cho phép làm cái việc này bởi vì là gì ạ? Kiểu dữ liệu ở đây là object, được chưa? Thì đấy là một ví dụ. Thì thầy sẽ lấy cái mảng object này để dùng làm dữ liệu để hiển thị lên gì ạ? Gtable, được chưa? Đây chúng ta thấy rằng dòng thứ nhất giống như ví dụ trên ạ. Đây phần tử tiếp theo nó lại là gì? À đây là phần tử khác rồi, đúng không? Đây chúng ta nhìn để cho nó dễ nhìn thôi. Ok. Đấy. Phần tiêu đề cột này là gì ạ? Gồm có 1 phần tử, 2 phần tử, 3 phần tử, 4 phần tử, 5 phần tử, đúng không ạ? Thì nó đều là kiểu sâu, đúng không ạ? Phần tử thứ nhất là điền first name, phần tử thứ hai là last name, phần tử thứ ba là gì ạ? Spot, đúng không ạ? Đây là như kiểu là năm sinh ý, đúng không ạ? Còn đây là gì ạ? Đây là gì ạ?
như kiểu là cái gì đó biến chu phô, được chưa? Ở đây giả sử như chúng ta nhìn này, bắt đầu chúng ta sẽ, vì nó là attractable model nên nó sẽ phải override lại cái phương thức get column count, đúng không nhỉ? Có nghĩa là nó sẽ trả về cái số cột của cái bảng này cần phải có, thì chúng ta tương ứng với dữ liệu của hai cái mảng này thì chúng ta thấy rằng là số cột của chúng ta cần phải có chính là gì ạ? Số phần tử với thằng column name này gì sẽ là 1 2 3 4 5, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần return lại cái số phần tử của cái column name này thì chúng ta sẽ xác định được cái bảng của chúng ta cần có bao nhiêu cột, được chưa? Còn bảng của chúng ta sẽ gồm có bao nhiêu dòng thì chúng ta sẽ return về dữ liệu của cái bảng của cái mảng hai chiều data này. Có nghĩa là mỗi phần tử của nó là một dòng, đúng không? Thì có bấy nhiêu dòng thì nó sẽ tương ứng với bấy nhiêu phần tử. Thế thì chúng ta chỉ cần là data.len thì nó sẽ trả về mấy dòng? 1, 2, 3, 4 gì ạ? 5 dòng, được chưa? Nó sẽ trả về 5 dòng tương ứng với lại cái số cột, cái số dòng mà nó cần phải có. Get column name truyền vào là cột. Ví dụ như là gì ạ? Ông truyền vào cột thứ nhất thì tôi sẽ trả lời là gì ạ? Tương ứng với first name, đúng không? Thì đây tôi sẽ là column name chấm call, có nghĩa là ông cứ truyền vào đi, từ ở đây nó sẽ chỉ quy định chỉ số là từ 0, từ 0 đến 4, đúng không? Ví dụ như ông truyền vào đây là 0 thì tôi sẽ trả về first name. Nếu ông truyền vào đây là gì ạ? 1 thì tôi sẽ trả về last name, truyền về 2 thì tôi sẽ trả về spot. Tương ứng là phần tử thứ con của cái gì ạ? Column name này luôn, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ override cái phương thức gì ạ? Get value, được chưa? Có nghĩa là ông muốn hỏi là dữ liệu ở dòng mấy cột mấy thì điền vào cái gì thì tôi sẽ tương ứng với lại cái dòng mấy cột mấy của cái mảng hai chiều data này. Ví dụ như là ông muốn xem là ở cái ô ở đây chỉ số, lưu ý chúng ta bắt đầu từ không nhá. Ví dụ như 22 thì điền vào cái gì? Thì tôi sẽ tương ứng với cái phần tử 2 2 của cái mảng gì ạ? Data này. Thì cái này tôi sẽ tương ứng là cái dữ liệu đấy tôi sẽ dự định là điền là như thế, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ gì ạ? 22 chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là 0 1 gì ạ? 2, đúng không nhỉ? 0 1 gì ạ? 2. Thế chắc chắn phần tử cái ô thứ 22 là nó sẽ điền về cái dữ liệu là knitting này này chẳng hạn, được chưa? Thì tôi sẽ override lại cái phương thức get value này, đúng không? Nó sẽ trả về dữ liệu, được chưa? Còn ở đây là cell editable, nếu mà là cột thì sẽ là return gì ạ? Nếu mà cột là nhỏ hơn 2 thì return false, còn L là return gì ạ? True. Có nghĩa là hai cột đầu tiên, đúng không nhỉ? 0 và 1 thì tôi sẽ cho phép làm sao? Người dùng người ta sửa thông tin trên cái cột đó. Còn từ cái cột thứ ba trở đi sẽ là gì ạ? Không. Thì đây là tôi editable, có nghĩa là tôi gì ạ? Override lại cái phương thức cell is cell editable là tương ứng như vậy, được chưa? Ngược lại với set value thì get value thì tôi cũng có thể set value cho nó, được chưa? Không sao, cái vấn đề này thì chúng ta sẽ gì ạ? Tìm hiểu sau. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến gì ạ? Tiếp theo là từ cái mô đồ mà tôi vừa mới xây dựng này thì tôi sẽ làm sao? Sử dụng nó như thế nào? Thì ở đây là tôi sẽ ở cái phần constructor của cái thằng table demo 0 này. Tôi sẽ khai báo một cái thằng table thuộc gtable, được chưa? Sau đó thì khi tôi khởi tạo cái gtable này thì tôi cho phép tôi truyền vào cái mô đồ này luôn, được chưa? Cái này chúng ta cũng có thể gõ tường minh ra là gì ạ? My gì ạ? My table model, nó có nhiều table model trong cái phần này tôi viết, nhưng mà ở đây là model này, đúng không? Ví dụ như model 1 chẳng hạn, đúng không? Bằng new gì ạ? Dạ. Thế sau đó thì tôi sẽ khởi tạo cái gtable này từ cái model mà tôi vừa mới gì ạ? Chẳng qua đây là cách viết tắt thôi, đúng không? Nhìn này để cho nó tường minh hơn, đúng không nhỉ? Sau đó giả sử như là gì ạ?
tôi khởi tạo này, sau đó tôi add cái gtable của tôi vào một cái scroll panel, sau đó tôi sẽ add cái scroll panel này vào trong cái frame của tôi cũng nhỉ. Thì xong rồi ở cái phần này thì tôi sẽ gì ạ, khởi tạo cái gì ạ, frame lên. Cái cách viết này nó hơi khác cái cách viết của thầy một chút, nhưng tóm lại là chúng ta sẽ add cái gì ạ, cái panel đấy vào cái frame, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái phần này. Đấy, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đấy, bởi vì nó sẽ có scroll panel trong trường hợp mà gì ạ? Dữ liệu ở đây là gì ạ? Nó nhiều hơn cái phần hiển thị thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái scroll panel. Còn trong trường hợp mà cái vùng hiển thị của chúng ta đủ để hiển thị dữ liệu thì không có xuất hiện cái gì ạ? G-scroll. Chúng ta nhìn thấy không? Khi chúng ta định kích và click vào cái ô không này để sửa dữ liệu không được. Click vào ô 1 không được đúng không ạ? Nhưng ô 2 thì lại được. Đúng không ạ? Ví dụ như ở đây tôi sửa thành ABC thì lại được. Đấy là do tôi override lại ở cái phương thức là isCell editable ở trên nhỉ? Là tôi quy định là cứ cột từ cột 3 trở đi thì được sửa, nhưng mà cột gì ạ? Một cột 2 thì không được sửa. Đấy thì là do cái gì ạ? Do tôi thiết lập cái model ấy để tôi điều khiển cái gtable ấy. Chúng ta hiểu cái này rõ này thì cái ví dụ này không ạ? Đây chúng ta thấy rằng là cái bảng này đúng không? Bản chất là tôi hiển thị cái dữ liệu này đúng không nhỉ? Và chúng ta tưởng tượng là cái đối tượng gtable với bản chất là nó sẽ gọi các cái phương thức này của thằng model để nó điền dữ liệu lên gì ạ? Lên đây. Và khi chúng ta xây dựng thì chúng ta sẽ phải làm sao? Xây dựng cái mà model này, extractable model này. Sau đó chúng ta sẽ override lại những cái này để xem là gì ạ? Ở đâu thì nó sẽ return về cái gì để điền lên dữ liệu này, được chưa ạ? Đấy. Thì đây là cái cách mà chúng ta sử dụng model để chúng ta cung cấp dữ liệu cho thằng gì ạ? View, đấy là một kiểu, đúng không ạ? Còn có thể chúng ta sẽ nó có nhiều cách, ví dụ như là trong một cái ví dụ khác tôi có thể là xây dựng thằng sử dụng thằng default table model được khởi tạo từ một cái list. Trong cái list đấy là mỗi là cái phần tử của list này là một đối tượng. Thế sau đó thì nó sẽ tự điền thông tin của từng đối tượng trên một dòng. Được chưa? Chúng ta thấy rằng ở đây nó sẽ hiển thị cái kiểu truthful này. Do ở đây tôi edit được đúng không ạ? Đây là cái biến đây. Nó dạng truthful đúng không ạ? Đấy. Chúng ta hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Quan trọng là hiểu cái cách xây dựng cái model ấy. Đây chúng ta thấy rằng là chúng ta được sửa hay không là nó ở cái phương thức này. Được chưa? Vậy tôi quy định là gì ạ? Nếu mà cột mà gì ạ? Nhỏ hơn 2 thì sẽ return là false. Còn gì ạ?
không nhỏ hơn 2 thì sẽ return là gì ạ? True, được chưa? Thì từ cái phương thức này thì tôi sẽ có cái chuyện là gì ạ? Cái Smith này hay là Black này tôi không gì ạ? Kích giúp vào không được, sure này không được, gen không được. Nhưng mà ví dụ như thằng Spot này thì sửa được, đúng không? Tôi có thể xóa đi, hiểu chưa? Đấy là tôi thiết lập cái mô đồ, và cái mô đồ đấy nó sẽ quyết định các cái thuộc tính của cái thằng gtable này hiển thị như thế nào. Còn giả sử như bây giờ tôi mà muốn điền một lúc ở đây là toàn số 5 hết có được không, của cả cái bảng này, thì tôi sẽ phải sửa cái chương trình này như thế nào? Giả sử như tôi sẽ điền dữ liệu cho tất cả các cái ô ở đây là bằng đều bằng số 5 hết chẳng hạn. Có được không? Thì tôi chỉ cần sửa cái gì thôi. Sửa cái Excel edit sửa Không. thành Value chứ. Sửa phương thức get value get filter 5 là value. Đây là chúng ta xin không? Sửa chỗ này, đúng không nhỉ? Ví dụ như return ở đây là gì ạ? Từ từ khóa vào này. Ví dụ như ở đây là gì ạ? Return ví dụ như là như này chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần chạy lại chương trình thì nó sẽ không lấy từ cái mảng này ra, đúng không? Mà cứ ô nào nó cũng điền là 4 số 5 này chẳng hạn, đúng không? Đây chúng ta nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy không nhỉ? Nhìn thấy không? Bây có giờ tôi thế muốn có này một, ạ đây ạ tôi muốn có 100 dòng có được không? Tôi muốn cái được bảng của tôi gửi có 100 dòng thì được không? có sửa ở Thì chỗ lại get sửa lại get row get row cao đấy, đi get từ row đây thay vì là gì ạ? Data.len thì tôi sẽ là gì ạ? đi từ một Return ví dụ như là 100 chẳng hạn, đúng không? Đấy chúng ta nhìn thấy không? Nó sẽ có 100 dòng. Đấy thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của cái gì ạ? Thông qua cái việc này thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái vai trò của cái thằng model này, đúng không nhỉ? Là nó cấp dữ liệu cho thằng gì ạ? Gtable, đúng không? Và thậm chí là nó sẽ tham số, thiết lập một số các cái thuộc tính của thằng gì ạ? Thằng Gtable, đúng không? Và đây là cái đối tượng nó sẵn có trong thư viện, đúng không? Ví dụ như là ở đây chúng ta nhìn thấy thằng Abstract Table Model đấy, nó nằm ở thằng String phía trên nhỉ? Đấy, nó nằm ở thư viện String. Và đây là cái gì ạ? Interface, đúng không nhỉ? Và ở đây là chúng ta muốn nó gì ạ? Hoạt động được thì chúng ta phải có override những chỗ này. Được chưa? Đây đều là override hết. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì chúng ta hiểu hơn về cái gì ạ? Về cái vai trò của thằng model với gì ạ? Ok. Đây ví dụ như trong trường hợp này là tôi sẽ lấy dữ liệu từ cái thằng MyTable Model 1 này. Đúng không nhỉ? Tôi khởi tạo thằng có tên là TV này, thuộc MyTable Model 1 này. Sau đó tôi khởi tạo thằng gtable từ thằng TV này. Thì bây giờ chúng ta muốn xem là gì ạ? À cái gtable này hiển thị cái gì thì chúng ta sẽ phải vào cái MyTable Model 1 này, đúng không? Chúng ta xem nó return về những cái gì, được chưa?
Ok. Ở đây là một cái bảng khác, nó cũng giống cái kia thôi, đúng nhỉ? Đấy. Giống y thôi, đúng không? Tôi minh họa này, trong đây tôi thử console nó ra là chạy module 1 này, được chưa? Tí xem là khi tôi sử dụng cái module này thì bản chất là nó sẽ gọi các cái phương thức này của thằng gì ạ? Get value của thằng module 1, đúng không nhỉ? Đấy. Lớp này chắc là bị nhầm lẫn gì đó. Đây, đúng không? Đây, tôi có thể hoàn toàn tự thiết lập các cái thuộc tính gì ạ? Tên cột này, đúng không? Dữ liệu này, đúng không nhỉ? Và mai sau khi chúng ta kết nối cơ sở dữ liệu ạ, chúng ta xây dựng cái mô đồ ấy ạ, thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến gì ạ? Override lại các cái phương thức này đến trên nhà. Còn phần hiển thị dữ liệu là do thằng Gtable nó sẽ gì ạ? Phụ trách, đúng nhỉ? Đấy, chúng ta có thể quan sát thêm. Và chúng ta nhìn lý do tôi chạy cái ví dụ vừa rồi, đúng không ạ? Nên nó gọi cứ mỗi ô thì nó lại gọi cái phương thức đấy một lần, được chưa? Thì nó mới console được ra những cái này, hiểu không nhỉ? Đấy là chúng ta hiểu về cái nguyên lý thực hiện của nó, đúng không? Ok, bây giờ minh họa đến cái phương thức mà tôi sử dụng cái việc là tôi điều chỉnh độ rộng. Tôi có hẳn một cái phần ví dụ table nhưng mà tôi lại vứt đâu mất rồi. Rồi, tôi sẽ tìm cái ví dụ đó sau. Nó có phương thức để chúng ta điều chỉnh cái độ rộng của cột ấy, nhưng mà cái đó thì chúng ta chỉ cần áp dụng cái kia thôi là ok thôi. Tôi cũng có thể điều chỉnh luôn cái ví dụ này. Đây. Nghĩa là tôi muốn điều chỉnh, chúng ta nhìn thấy cái chỗ này đúng không? Chúng ta thấy rằng là cái ba cái cột này nó bằng nhau là không ổn lắm, đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ làm sao? Phải điều chỉnh cái kích thước của cái gì ạ? Cái cột thứ nhất nó nhỏ lại, đúng không? Chúng ta sẽ theo dõi ở phần trên cái phương thức mà chúng ta dùng để gì ạ? Đây. Get column model, đúng không? Get column, sau đó chúng ta dùng phương thức gì ạ?
set prefer with, đúng không nhỉ? Chúng ta tham chiếu đầu tiên là thầy ví dụ tôi tham chiếu đến cột thứ không, đúng không? Chúng ta thông qua cái đối tượng là gì ạ? Column model, đúng không? Thì ở đây giả sử như ở đây là tôi gọi là table, đúng không? Thì tôi sẽ là gì ạ? Get gì ạ? Column model đây, chúng ta nhìn theo ạ. Đấy, chúng ta get gì ạ? Get column, đúng không? Ví dụ như chúng ta đang muốn điều chỉnh cái cột là cột thứ không, đúng không? Thì chúng ta sẽ như thế này là chúng ta đang tham chiếu đến cột thứ gì ạ? Nhất chấm gì ạ? Set prefer with, đúng không? Ở đây chúng ta có thể thêm vào truyền vào tham số là pixel, ví dụ như là gì ạ? 15 pixel, đúng không? Để cho cái cột này nó làm sao nhỏ lại, vì nó là số thứ tự mà, đúng không? Có thể cho 30 đi, đúng không? Ví dụ như tôi sẽ cho cái cột cuối cùng là gì ạ? To hơn một chút. Ở đây là tôi gồm có mấy cột kìa? 1, 2, 3, 4, đúng không? Thì là 0, 1, 2, 3, đúng không? Tôi chỉ cần lấy về get column là 3 tương ứng với cột thứ 4, đúng không? Ví dụ như ở đây là 45 chẳng hạn. Ba mươi có vẻ là hơi to, đúng không? Đây chúng ta thấy rằng là kích thước nó thay đổi chưa ạ? Kích thước thay đổi không ạ? 15 vẫn to, đúng không? Ok. Nó còn liên quan đến, tôi cảm giác nó không nhỏ hơn được vì nó còn liên quan đến cái phần gì ạ? Phần tiêu đề này, được chưa? Đấy. Ví dụ như ở đây tôi sẽ điều chỉnh cái đấy một chút đi, xem là nó nhỏ hơn không ạ? Xem là bởi vì do vậy nó, ví dụ như đây tôi chỉ add thôi, đúng không? Ví dụ như đây là NS thôi chẳng hạn. Cái phần sâu để hiển thị cái phần tiêu đề cột ấy, đương nhiên là nó cũng không thể nhỏ hơn để, vì khi đó nó sẽ mất cái thông tin đó đi. Hoặc là ở đây nó sẽ thiết lập một cái ngưỡng không cho phép nó bé hơn một cái số nào đó. Bây giờ giả sử như tôi sẽ cho cái cột này nó to ra, họ tên này nó to ra, đấy chúng ta thấy rằng là nó có sự thay đổi đây, đúng không nhỉ? Cái cột địa chỉ của chúng ta sẽ gấp đôi cái cột họ tên, đúng không nhỉ? Đây là cột số thứ tự, đúng không? Đây là năm sinh, đúng không? Đấy thì chúng ta lấy ví dụ của cái việc là chúng ta sẽ thay đổi cái độ rộng của cột, đúng không?
Còn mai sau thì chúng ta sẽ không phải sử dụng để return về cái mảng hai chiều này, mà chúng ta bản chất là đây là dữ liệu thôi, lấy ví dụ thôi. Còn trong trường hợp chúng ta kết nối cơ sở dữ liệu thì tương ứng với mỗi cái dòng này là một bản ghi, chúng ta phải đọc dữ liệu ra, sau đó chúng ta override lại cái phương thức này để nó return chính xác về cái giá trị của cái bản ghi đó, thì chúng ta sẽ hiển thị được nó lên gì ạ, dữ liệu lên gtable. Đây là cái ví dụ chúng ta sẽ là từ cái thằng để lắng nghe sự kiện cho thằng gtable thì chúng ta dùng cái thằng list listener đây, không phải list select most. Đây là dùng thằng để mô đồ để chúng ta cũng làm một loại, nhưng mà chúng ta sẽ cho phép lắng nghe cái sự kiện cho gì ạ, thằng gtable. Ở ví dụ sau thì thầy sẽ lấy ví dụ. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy là cái phần lập trình kết nối cơ sở dữ liệu. Chúng ta có nhìn thấy cái slide của thầy không ạ? Có thể vẫn Nhìn nhìn thấy được. rồi đúng không? Phần này cũng là phần khá là quan trọng. Nếu chúng ta thi vấn đáp mai sau thì chúng ta bắt buộc gần như là chúng ta phải thành thạo cái phần này. Chúng ta đã học các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào mà chúng ta đã biết nhỉ? Chúng ta có cái môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ạ? Học Chúng ta cơ sở kể SQL với SQL là gì ạ? MySQL gì ạ? Và Không biết cái đấy. SQLite. Microsoft SQL với SQL là gì? Chứ không phải MySQL. MySQL đã học đâu? Học rồi mà học năm nhất năm hai mà. Học đấy Cái là đấy học là Microsoft SQL đấy bạn. Microsoft Đấy là SQL. SQLite thì vậy. SQL với cả Android là SQLite mà, làm gì đã có máy SQL đâu. Bản chất thì nó cũng không có gì gì khó lắm.